tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Giới chức có động thái ngầm đáp trả thái độ gây tranh cãi của Zidoki tại Rap Việt. Hai ngày qua, các thông tin liên quan đến chương trình Rap Việt sau chung kết vẫn nhận được rất nhiều sự chào đón. Cũng như nhiều cuộc thi khác, sau khi có kết quả cuối cùng đều nhận được những tranh cãi. Nhiều người tỏ vẻ không hài lòng, muốn kiểm tra số phiếu khi giới chức vượt mặt Zidoki. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, học trò của lão đại bất ngờ chia sẻ. Vịt ơi, anh Dế yêu em lắm, anh tự hào về em. Em có nhớ cái lúc anh em mình gặp nhau ở phòng tập cho chung kết, chỉ có anh và em. Em nói em tôn trọng anh rất vui luôn. Và anh nói là em đang làm đúng, em nhớ không? Chỉ là khác ngữ cảnh thôi. Em đào tạo thế hệ măng non, ươm mầm cho lớp trẻ. Có anh đại diện cho những thiên thần sa ngã. Cuối cùng thì chúng ta đã chạm được mục tiêu rồi. Ở thời điểm hồi hộp nhất khi MC hô tên đối thủ sẽ là người giành vị trí cao nhất ở Rap Việt, thì khán giả bất ngờ thấy Á Quân bật khóc, gương mặt khá không hài lòng. Tuy nhiên từ phía đối phương cho rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Zidoki cũng có lời nhắn gửi đến giới truất. Tôi với anh hiện tại như hai bức tranh, chúng ta đại diện cho hai thái cực khác nhau và tôi muốn rằng dần dần anh với Phương Diện là nhà vô địch, hãy từ sự hỗ trợ từ anh Wowie. Hãy mở ra những màu sắc mới để nhiều người tiếp cận nó hơn và tôi sẽ cùng anh làm điều đó. Giải thưởng cao nhất cũng chỉ có một người nhưng đây là một bước đệm đầu tiên cho con đường sự nghiệp. Điều khán giả muốn thấy chính là hành trình tiếp theo, những sản phẩm mang màu sắc riêng ở thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.